Hi, mình Mẹ Đơn Thân xin chào mọi người nha. Hôm nay mình có một cái video quay cận cảnh mình triệt lông vĩnh viễn cho các bạn xem một bữa nha mọi người. Thì thường thường mình chỉ nói tóm tắt thôi làm đẹp cho các bạn, nhưng mà mình không có quay các bạn, mình không quay cảnh triệt lông nha, triệt lông vĩnh viễn nha. Mình triệt lông cho một cô gái chân dài nha mọi người. Thì cái giai đoạn này là hết lông mà các bạn, cái bạn này thì lông rất là nhiều luôn, nhưng mà mình triệt đã xe khít chân lông luôn rồi. Các bạn nhìn kỹ thì xe khít chân lông luôn. Trong quá trình triệt thì mình phải cạo lông trước khi mình triệt nha mọi người. Nhưng bé khách này của mình thì mình triệt cũng gần xong cái liệu trình rồi đó. Thì mình bao triệt lông vĩnh viễn, chừng nào mà hết lông luôn thì thôi nha cả nhà. Thì thường thường liệu trình triệt lông không phải tùy người, có người ta đi nhiều lần, ít lần, có người đi 10 lần là hết nha mọi người, có người đi có 20 lần cũng chưa hết nha cả nhà. Tùy theo cơ địa của mỗi người nha. Thì mình triệt là mình bao vĩnh viễn, bao hết lông luôn thì thôi. Triệt lông có lợi lắm nha các bạn, xe khít chân lông và lưng tay chân, chỗ nào mình triệt là không bị nổi mụn nữa nha các bạn. Da rất là mịn màng luôn nha. Nói chung triệt lông mà da đẹp nha, chống lão hóa da luôn nha các bạn. Thường thường mình triệt nách với triệt lông mặt nhiều nha mọi người. Lông nách lông mặt là mình triệt rất là nhiều. Tay chân thì tùy thôi, không phải bạn nào cũng có lông nha. Bạn nào có lông thì mình cũng triệt hết luôn nha cả nhà. No.